Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới bắt bộ ba thần khuyển Legendary các bạn ơi, là Sukune, Raikou và Enti đó. Thì các bạn tới thành phố, vẫn là thành phố này các bạn. Đó, thì các bạn bơi lên cái hang này với mình. Đây, cái hang này rồi. Lưu ý là cái hang này trong tình trạng là chưa bị sĩ triều dân các bạn. Còn trong đấy triều dân là các bạn không không vào được đây, không tìm được đường vô đâu các bạn ơi. Quên mở cái mắt triều lít các bạn. Đó, các bạn đi xuống đây với mình nha. Đi xuống tầng dưới á, đó, đi xuống hang động này. Làm, các bạn đi xuống cái chỗ này luôn. Đi xuống chỗ này luôn nha, cái hang động dưới này nè, đó. Đâu ta? Ở đây 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 đây. Đi. Quên theo con là đẩy đá rồi. Cây thế nhỉ? Để cho nó học đỡ, từ từ mình em đi xóa chiêu sao các bạn. Đó, các bạn đẩy viên đá này ra, các bạn đi vô cầu thang dưới này. Đó, các bạn sẽ xuống được cái hang băng giá các bạn ơi. Giờ làm sao để đi nè. Lại giải đố nữa đó các bạn. Đó, Suku nữa bạn. Giờ làm sao để mình cứ qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đó, các bạn nhớ xèo lại trước khi bắt Suku nha các bạn. Gây tê liệt để mình bắt lại thay mắt nó thôi bạn ơi. Bạn có một con là ba mấy đấy thôi các bạn. Giờ chúng ta hồi sinh cho nó để nó nhảy nhảy xíu bạn. Chứ sợ level cao quá đánh nó sẽ chết.
sơ hở quá. Thế là phải đem theo hà tập 2 con là tay vợ ngang ngang nhau vậy. Cả hai cùng hệ nước thì nó sẽ không bị chịu ảnh hưởng nhiều lắm bạn. Nó không chết nổi đâu. Hệ nước nên các bạn có xài cái netball đó là chuyên trị với môn hệ nước á thì có thể là sẽ có cơ hội bắt nó cao hơn theo môn các bạn ơi. Ok. Bây giờ các bạn cứ xài netball chỉ với môn thể nước là được các bạn. Nó với môn thể nước mà. Foxton. Đây chính là viên đá băng đó bạn, viên đá nổi tiếng quá lên là con Ibu băng nữa bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ ra ngoài các bạn. Tiến thẳng tới chỗ bắt con là NT luôn. Thì nó nằm ở thành phố này. Nằm ở đâu ta? Nó nằm ở đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đem con Sukun ra xử nó bạn. Mình sẽ bỏ bớt con này ở nhà đi các bạn. Để các bạn đi vào cái hang động này giúp mình nha. Đó, các bạn đi về hướng dưới này, đi cái hang động dưới này, rồi mở ra lối ngoài này nè. Nên chúng ta sẽ tới được con Rotto các bạn. Tìm xung quanh xem có nhảy nhặt không anh.
Powder này là gì ta? Tức là có cái bột này các bạn, khi mà mình sử dụng á thì cái khả năng gặp con Shiny Pokemon là rất là cao các bạn. Đó, tức là mình nắm chắc được một con Shiny trong người đó. Đó chính là Shimmer Sesumit rồi. Đây, anti đây các bạn. Các bạn nhớ xem lại trước khi bắt nó nha các bạn. Gây tê liệt cho nó mà chưa gì chết luôn rồi. Chịu hồi nắng mình sẽ làm mưa xuống các bạn. Khi mà có mưa xuống thì tiết chiêu lửa nó sẽ bị giảm sức mạnh 50% luôn. Đó. Xong các bạn, bắt nó easy. Quên đừng đặt tên đi. Bây giờ sẽ bắt Draco các bạn. Đó là đi đào hang không được. Cái này giống cho đào được thầm ra ngoài đó. Vậy không phải chạy tay các bạn ơi, nó không cho đào được thầm ra ngoài. Sẽ đỡ Sukun lấy con anti ra nha bạn. Giờ phải bắt Draco. Draco mà lấy con Sukun ra thì xui lắm bạn ơi. Nó đánh mình chắc là sát thương nhân đôi nhân ba luôn á. Nó hay điện mà đem hơi nước ra là chị ngu đó. Rồi các bạn thấy không, lúc này là cái ông Bastion này đứng ngoài nè bạn. Thì ông ta sẽ cho mình cái chìa khóa để tới cái cái nhà máy phát điện đó ở round 110 đó. Thì mình đã lấy chìa khóa này rồi. Thì trước mình đã trước khi vô đây là lâu lắm rồi, mình lấy chìa khóa này lâu lắm rồi bạn ơi. Bây giờ mình mới vô, bắt đầu mình mà vô đây mình làm clip bắt Draco các bạn. Lúc mà đánh xong nó là nó đánh xong ta lộng ta đã chui ra đứng ở ngoài này các bạn. Đó chính ở đây các bạn.
Đó cái để khoan, để mình đem con cái khác lên vậy. Nếu đem này lên không đủ gặp Pokemon hoài. Nhắm bạn đạp chỗ này thôi, chỗ kia sẽ mở cửa và không cần phải đạp cái nút này nữa. Gì đây? Thì có phải acid có một cái mod trong này ta? What the heck? Không đéo gì nhỉ? Cái gì nhìn chỉ hợm phải chữa. Con này không chịu học đó bạn ơi. Nó phải thép mà lấy hai đỡ đánh nó là chết luôn các bạn. Mấy con gì nhìn lạ quá. Chứ là về là ban đầu bảy tôi đi đâu đây à. Đây Raikou nữa bạn. Đó, nó đây các bạn. Bây giờ xem là chiếc bắt Raikou nha các bạn. We'll be right back.
ấn nó còn như đây mà bắt nó không được, nó là hơi khó rồi. Lắc có một cái nhất nãy giờ mà chưa lắc được cái hai nữa, đau thế. Cái rồi nghĩ bắt đầu nó chịu các bạn, nó yếu dần rồi đó. Cũng không bắt được nó rồi bạn. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn chụp like và subscribe. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.